Hôm nay tiếp tục là một cặp loa cây đến từ Riveler, giới thiệu các bạn một cặp loa cực kỳ hoành tráng, rất là cao và sang trọng. Cao là nó cao ở chiều cao nha, chứ còn mức tiền của nó thì cũng là tầm bình dân thôi. Cặp loa này sở hữu cho mình là hai loa bass 20 và một loa trép còi lớn nha các bạn, họng còi rất là lớn. Bên cái còi này thì nó có hai cái miếng bằng nhôm và nó phủ bóng rất là đẹp. Loa còn cực kỳ mới. Thiết kế của thùng này là màu đen, màu đen vân gỗ nha các bạn. Chiều cao của nó là 96.5, chiều ngang là 32 và chiều sâu là 41.3. Mỗi loa như vậy là nó nặng được 34 kg, rất là nặng nha. Độ nhạy là 92, công suất 250W, trở kháng là 8 ohm, cái thông số cũng rất là lý tưởng. Cặp loa rất là đẹp với những cái thông số rất là tốt. Cặp loa này thì các bạn vừa nghe nhạc vừa karaoke được. E căng của nó đây, mỗi loa nó sẽ gồm hai e căng để che phía trên và phía dưới. E căng thì có một cái thì nó bị gãy một cái chốt, cái này thì đủ này, hai cái này thì đủ đây, hai cái này thì có một cái nó bị gãy một cái chốt nha, đây nó gãy một cái chốt lưới này đó. Thì cặp này mình bán là 20.500.000 nha các bạn, 20.500.000. Thì các bạn nào có nhu cầu hãy sớm liên hệ mình sớm, số điện thoại dưới góc màn hình. Bên mình vẫn luôn cung cấp USB và ổ cứng chép sẵn nhạc chất lượng cao. Một cái USB là 128GB 800.000, còn một cái ổ cứng là 1.000GB giá là 2 triệu. Về nguồn nhạc chất lượng cao thì các bạn có thể chơi qua đầu dây mã trực tiếp, từ những cái đầu dây mã mà nó phải đọc được USB ổ cứng nha. Nếu đầu dây mã các bạn là những cái đầu dây mã xưa hoặc là đầu dây mã châu Âu mà nó không có chức năng đó thì các bạn rất là đơn giản, các bạn cắm vào máy tính để chơi qua, hoặc là cắm vào TV như thế này để chúng ta xuất âm thanh xuống cấp qua những cái đầu dây mã đó. Rồi bây giờ mình quên nữa, nãy mình quên quay phía sau cho các bạn gì. Cặp loa này thì lỗ thông hơi nó nằm ở phía sau và nó chơi được bi quay nha. Lỗ thông hơi rất là to và cái trạm bi quay của nó các bạn nhìn rất là ngầu luôn. Phía sau nó có một cái nút để chúng ta căn chỉnh cái dây cao, cái cầu nối trạm còn nha. Nếu các bạn chơi bi quay thì các bạn tháo hai cầu này ra. Cách chơi bi quay thì mình có một cái video hướng dẫn cũng rất là kỹ rồi, thì nếu các bạn nào không biết thì có thể vào Zalo mình gửi lại cho con. Rồi đó, loa này là 20.500.000 nha các bạn. Quay kỹ cho các bạn nhìn, sau đó mình sẽ test nha. Đối với loa này thì các bạn sẽ ghép rất là đơn giản với những dòng âm ly như là Denon, Lakme, Sansui. Âm ly chỉ cần được khoảng 150 đến 150W trở lên là sẽ ghép được đôi loa này. Và nhạc thì nó sẽ phù hợp nghe nhạc vàng trữ tình hoặc là các loại nhạc mạnh mẽ như là dance, disco, rock. Này, loa này nó tiếng rất là hay, rất là dễ phối ghép nha. Rồi, chúc các bạn nghe nhạc thật là vui vẻ và đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới nhất đến từ kênh của mình. Thank you.
còn chi đâu anh ơi. Thôi đành vui sâu tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu anh ơi. Hết rồi còn chi đâu. Che đôi mắt.